Theo thông tin từ Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam cung cấp tại hội thảo thì tới 2025 sẽ có tới 50% các công việc trên thế giới sẽ thay thế bằng máy móc. Vì vậy mà yêu cầu chuyển đổi số là xu thế tất yếu của cả thế giới trong đó có Việt Nam. Các chương trình đào tạo nhân lực số phải thay đổi đáp ứng xu thế phát triển số ở Việt Nam. Tại hội thảo, các doanh nghiệp và đơn vị đào tạo đã cùng nhau trao đổi nhiều vấn đề như phương pháp đào tạo sinh viên ngành công nghệ thông tin, giải pháp nâng cao khả năng tự học, việc phát triển tư duy logic, phản biện, khả năng làm việc nhóm. Cũng tại hội thảo, hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế Aptech và Đại học Hà Nội đã công bố dự án đào tạo 600 nhân lực ngành công nghệ thông tin theo đặt hàng của doanh nghiệp nguồn nhân lực này phần lớn là do các doanh nghiệp đặt hàng ở các ngành học kỹ sư lập trình phần mềm kỹ sư cầu nối chính vì vậy khi ra trường số sinh viên này có thể làm việc ngay thay cho việc phải đào tạo lại